Ý tưởng thiết kế shop mẹ và bé ăn khách. Là bố mẹ thì ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho những đứa con của mình. Vì thế, theo khảo sát mới nhất, thì ngành công nghiệp cửa hàng mẹ bé tạo ra doanh thu 10 tỷ đô một năm. Đây là thị trường đã bão hòa nhưng còn rất nhiều tiềm năng. Do đó, nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh nên có kế hoạch tiếp thị rõ ràng, tìm kiếm nguồn hàng tốt nhất. Chọn địa điểm đẹp và nên thiết kế shop mẹ và bé thân thiện, ấn tượng. Với mong muốn giúp bạn có bước khởi đầu thuận lợi, thì blog Nội thất đẹp đã tổng hợp, chia sẻ một số kinh nghiệm mở shop mẹ và bé dưới đây. Hãy cùng tham khảo nhé! 1. Cách trang trí shop mẹ và bé. Thiết kế trang trí cửa hàng là vấn đề quan trọng nhất là với shop mẹ và bé. Việc trang trí cần thu hút sự chú ý của các bé và bố mẹ, nhưng vẫn cần phân chia các khu vực hợp lý, sắp xếp khoa học, tránh cảm giác bực bội vì khó tìm đồ dùng trong shop. Trong trang trí shop mẹ và bé, bạn cần chú ý những vấn đề sau. Thứ nhất, màu sắc cửa hàng. Vì phục vụ cho mẹ và bé, do vậy bạn nên dùng những màu sắc tươi sáng, đẹp, tạo không gian cuốn hút, rộng mở như là xanh, trắng, đỏ, vàng. Thiết kế cần tạo sự thân thiện, tươi vui, ngộ nghĩnh đối với các bé khi được bố mẹ đưa tới. Nếu shop có diện tích lớn, bạn có thể bố trí riêng một khu vực vui chơi cho bé. Điều này giúp phụ huynh có thêm nhiều thời gian mua sắm mà không phải lo lắng về những đứa trẻ của mình. Chú ý đến kệ hàng. Không nên để kệ, giá để hàng cao quá tầm nhìn của trẻ, đặc biệt là những khu vực để quần áo hay là đồ chơi sẽ giúp bé thỏa sức lựa chọn đồ. Với khu vực đồ dễ vỡ, đồ ăn, bạn nên bố trí kệ cao, tránh đổ vỡ. Hệ thống đèn. Đèn cần bố trí tại những khu vực tập trung chú ý như màn canh, gương soi, sảnh chính. Tại các vị trí khác thì nên có sự hài hòa, kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và đèn để đảm bảo độ sáng cho khách hàng, nhìn rõ ràng sản phẩm cũng như không gian tươi vui, đẹp đẽ cho shop. 2. Shop mẹ và bé có những gì? Nói đến shop mẹ và bé, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đồ sơ sinh, đồ dành cho mẹ trước và sau sinh, đồ chơi, quần áo cho bé, đồ ăn, bỉm sữa. Có những shop vốn lớn sẽ kinh doanh tất cả các mặt hàng như trên, nhưng với chủ đầu tư kinh phí ít, họ thường lựa chọn một hoặc là hai mặt hàng để bắt đầu. Thiết kế cửa hàng bán đồ sơ sinh. Mặt hàng sơ sinh đôi khi rất nhỏ gọn, lắt nhắt như là bông ngoài tai, nhưng đôi khi lại cồng kềnh như là nồi cũi, xe đẩy. Vì vậy, shop của bạn phải đáp ứng được tiêu chí, thứ gì cũng có, tức là đầy đủ và đa dạng về mặt hàng. Bên cạnh đó, còn phải có vài ba thương hiệu cho các bố mẹ tha hồ lựa chọn. Khi thiết kế, bạn cần tạo phong cách riêng cho cửa hàng, kết hợp màu sắc, trang trí, ánh sáng, sao cho ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng vẫn mang đặc trưng của shop đồ sơ sinh. Không gian rộng rãi, kệ hàng, mẫu mã dễ nhìn, dễ phân biệt. Thiết kế shop quần áo trẻ em. Bắt mắt, thu hút, tạo ấn tượng ngay từ đầu là yếu tố quan trọng để làm hài lòng các thượng đế tí hon. Bạn có thể tạo điểm nhấn bằng mannequin với các bộ quần áo theo style mới nhất, trông đáng yêu, phong cách. Màu sắc và ánh đèn hòa quyện giúp các bé trông xinh hơn cho những bộ cánh mới, giúp tăng doanh thu của cửa hàng đáng kể. Bạn nên sắp xếp quần áo theo giới tính, nhóm tuổi và mức giá để phụ huynh dễ dàng lựa chọn hơn. Thiết kế cửa hàng đồ chơi trẻ em. Shop đồ chơi với trẻ em không khác gì một khu vui chơi để bé thỏa sức khám phá và vui đùa. Do vậy, bạn nên bố trí nội thất sáng tạo, mới lạ nhưng dễ gần, tạo sự thoải mái cho các bé. Hệ thống đèn điện, ánh sáng phải rõ ràng, tránh mờ ảo. Kệ trưng bày có độ cao vừa phải, phù hợp với tầm nhìn của trẻ, hạn chế các góc cạnh sắc nhọn. Những món đồ chơi kích thước lớn, trọng lượng nhẹ như là gấu bông, búp bê có thể đặt ở nơi cao nhất vì bé vẫn có thể thấy được. Sử dụng các gam màu tươi sáng để cửa hàng bạn thêm thân thiện với bé. Thiết kế cửa hàng sữa. Bạn có thể sử dụng mẫu kệ thường dùng trong siêu thị, loại tốt, hoặc là bạn có thể sử dụng mẫu kệ về lỗ đa năng, vì sữa là mặt hàng tương đối nặng. Với ưu điểm chịu được trọng lượng lên tới 100kg trên một tăng, bạn có thể trưng bày hàng chục lon sữa bột trên một tăng, bạn không phải lo lắng nó bị cong vênh hay là võng sập. Kích thước được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhất của mẫu kệ về lỗ. Khi trưng bày sữa có kích thước cao 2m, dài 1m, rộng 40cm với 4 hay là 5 tầng để hàng, chúng ta cân nhắc sắp xếp sao cho khi mua sắm thì khách hàng dễ dàng nhìn thấy nhãn hiệu của các loại sữa để lựa chọn. Sữa và thực phẩm ăn dặm như là bột ăn dặm, bánh ăn dặm cũng có thể phối hợp dạng móc treo để treo bánh. Ngoài ra, vì là shop trẻ em nên luôn cần lưu ý đến yếu tố an toàn, các sản phẩm nặng, dễ rơi thì cần được bố trí ở dưới thấp hoặc là phía sau quầy thu ngân để tránh việc rơi rớt sản phẩm ảnh hưởng đến khách hàng. Về khu vực trưng bày các vật dụng khác. Trong cách trưng bày cửa hàng mẹ và bé với các loại vật dụng khác như là bình sữa, núm ti, chúng ta nên trưng bày ở giữa cửa hàng. Bạn có thể dùng kệ đôi siêu thị để trưng bày hàng hóa. Cấu tạo kệ gồm hai mặt, như vậy cũng sẽ có hai lối đi cho khách hàng. Kệ này có ưu điểm là thiết kế linh hoạt. Chúng ta
có thể thay đổi, thích hợp với từng sản phẩm. Ngoài ra, chúng có thể sử dụng các loại phụ kiện khác như là móc treo trực tiếp vào lưới và các giỏ đựng đa năng để đa dạng hơn cách trưng bày hàng hóa và đạt được hiệu quả thu hút tốt nhất. Trên đây là một số thông tin về cách trưng bày cửa hàng mẹ và bé sao cho khoa học và hiệu quả. Hy vọng bạn có thêm nhiều điều hữu ích cho mình. Nếu còn điều gì băn khoăn về thiết kế shop mẹ và bé, bạn có thể để lại bình luận để blog Nội Thất Đẹp giải thích cho bạn nhé.